Chương trình mình sẽ thả thính nhau một câu nhá, mời bạn nam trước nào. Mình ông ơi, mic tối, ông cứ cầm mic tối thế nhỉ? Chứ phải tôi đấm cho mình nhạt rồi. Đây để tôi cầm mic không? Rồi. Mình thôi, tôi sẽ gọi bằng anh nhá. Anh thì không thích Sơn Tùng, nhưng anh này thích Âm Thầm Bên Em. Anh thì không thích Sơn Tùng, nhưng anh này thích Âm Thầm Bên Em. Chất chưa nước chất anh ơi. Ôi, bạn này có biết hát không? Bạn này có biết hát không? Em có. Biết hát đúng không? Tôi thấy tay bạn rất giống ca sĩ. Tí nữa thả thính một câu, hát một câu xem nào. Anh sẽ trở về, xin em đừng buồn. Hãy mạnh mẽ, chờ bình minh trong con. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời, khi em vẫn tồn tại trên thế giới này. Hay quá, tôi thấy mọi người ai vỗ tay nhiệt tình rồi. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Trước hết nhá, tôi đánh giá cao cái tinh thần tự tin này. Ok, chúc mừng bạn, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ bạn nữ nào thả thính một câu nào. Em không nghĩ gì anh ạ. Không nghĩ gì, em biết hát không? Hát một câu lại, bạn nam vừa hát rồi, bây giờ em hát nào. Em có thể hát. Em có thể hát đúng không? Hát lại một câu nào, tự tin như bạn nam nhá. 2, 3, bắt đầu cầm mic luôn. Bài gì nào? Khi bên anh thấy điều gì? Khi bên anh em thấy điều gì? Nước mắt rơi gần kề làn mi. Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình. Gió mang anh rời xa nơi đây. Hay quá! Trời ơi, xuất sắc luôn! Ôi, xuất sắc mẹ luôn! Các bạn về nhớ xem lại số này, bạn nữ hát rất hay nha. Âm Thầm Bên Em luôn. Ồ, ok. Hợp lý không? Hợp lý không? Tuyệt vời anh ạ. Tuyệt vời đúng không? Mê chưa? Say rồi anh ạ. Say rồi đúng không? Hôn mắt. Say hôn mắt. Dám với bạn nữ không? Có. Các bạn nữ em có luôn. Ôi, ông thẳng thắn quá. Xin phép bạn nữ đồng ý không cho hôn mắt nào? Ôi, hai chúng mình chạm môi với anh ạ. Hai chúng mình chạm môi với anh ạ. Cái gì cơ? Chạm môi. Bây giờ phải làm sao đây? Cái gì? Lần đầu tiên ông gặp con điều tao đã đòi chạm môi vào anh á? Sao mày khá? Anh nhanh đấy. Thế bây giờ anh bảo là hôn thì em chẳng phải chạm môi. Đúng. Có nhiều cách hôn mà. Bây giờ mình xin phép bạn nữ có đồng ý cho hôn nhẹ cái không? Anh ơi, chạm má được không? Chạm má được, ok. Ok, chạm má gái nào, hôn gái nào, ngấu nghiến nào. Đi ghép đôi là phải như ông này nhá, rất chủ động nhá. Chắc là từ tối giờ có một bạn và bạn nữa là hai người chủ động nhất mà tôi gặp ạ. Ông nhưng bạn ấy rất vui hài hước nha. Ok bạn nữ, bạn nam cũng vừa hát mà, thấy bạn nam hát hay không? Bắc Ninh phải hát hay rồi anh. Bắc Ninh phải hát hay rồi đúng không? Hôn là gái đáp trả tình cảm. Thích vào đâu? Tùy của bạn ấy. Ok. Cho em thơm vào chán nhá. Thơm vào chán. Ok rồi. Mời bạn nam quay xuống nào. Cúi xuống. Cúi xuống rồi. Em phải hút cân rồi. Kiểu gì? Cái gì không? Ok. Lại đi. Đừng im cho bạn nước kiếng lên nhá. Cho bạn nước kiếng lên nhá. 3, 2, 1 bắt đầu. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Đau. Ôi trời, tôi mệt mỏi với đôi quá không ạ? Nhưng mà đáng yêu thật. Hai bạn ấy rất đáng yêu, rất duyên. Hai bạn ấy mà lên đôi ngày hôm nay thì nó phải gọi là chuẩn luôn đấy. Ok, nhưng mà nữa có mặt bên này, hai bạn đổi chỗ cho nhau một chút nha. Ok, rồi. Hợp lý rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vừa thực hiện một thử thách rất thành công. Các bạn đã vượt quá cái sự mong đợi của tôi là ngoài sự thả thính ra. Các bạn đã có sự va chạm vật lý rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đến với thử thách tiếp theo, thử thách test thể lực của bạn Nam. Như hôm nay bạn Nam hơi có tí men đúng không? Vâng. Vâng là tôi hiểu rồi đấy. Ok, bây giờ bạn muốn test thể lực bạn Nam như thế nào? Em cũng không biết rồi nữa.
nay mặc váy. Hôm nay mặc váy à? Không sao, có rất nhiều kiểu bế để có thể không bị làm sao cả. Đúng, đúng. Nó tùy thuộc vào sự tinh tế và khéo léo của bạn nam. Vâng, thích cũng được anh. Em thích được bế hả? Bạn nữ thích được bế. Bây giờ bế bạn nữ được không? Bế hay cong anh? Bế, bạn nữ thích được bế. Bế là thế này hả? Thích bế như nào cũng được. Ok. Bế nhá, nếu mà bế thì có thể đứng yên và nhìn nhau trong vòng 30 giây nha. Dạ ok anh. Ok, bắt đầu. Bế như nào? Bế như nào là phải giống mình nhá. Bế thẳng đứng lên. Sao lại xuống đây? Bế thẳng lên, thẳng đứng lên, ôm lên, ôm vào eo hay vào chân hay là vào đâu cũng được. Anh có thể nhấc bổng lên được không? Nhấc bổng thay vì bế hả? Nhấc bổng là như nào? Nhấc nhẹ lên đi anh. Rồi ok, nhấc nhẹ lên, nhưng mà dù tôi chưa hình dung ra đấy là nhấc như nào đâu. Ok, ở trước trước, 30 giây. Cho em hỏi đây, nhấp, nhấp à? Đây là nhấp, sẽ nhấp. Dễ nhấp. Nào làm lại nào. Mắt chán. Xuống nào, xuống, thôi được rồi, xuống. Vừa phải thôi, hôn hơi nhiều, anh nhầm hơi nhìn nó hơi nhiều nhá. Rồi ok, có vẻ như mọi người thích là đôi này có những cái sức va chạm vật lý hơn đúng không? Đúng, đúng. Bây giờ mình sẽ làm tác động gì nữa, mọi người thích làm gì nữa nào? Tác động gì? Tác động vật lý hơn đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ phải có một cái trò chơi gì đấy để cho hai bạn này được phạt. Các bạn có muốn hai bạn này có một sự va chạm vào môi không ạ? Tất cả mọi người đều rất ủng hộ em, sao vậy? Phải cần có hình phạt hơn đúng không? Nếu mà ngoan em sẽ bị thương, nếu mà hư em sẽ được phạt. Ok, rồi. Nước dây chẳng chân đúng không? Chân nào? Chân trái. À, tôi là trưởng chân nào? Và chân giữa vẫn khỏe. Cả đái. Ok, rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi một cái game nho nhỏ với nhau nhé. Và ai thua game này, người đó sẽ bị thực hiện hình phạt của đối phương đưa ra. Ở đây là được là tên là nối từ. Và bây giờ thì mình sẽ bàn tử tình xem ai là người ra từ trước nhá. Sao lại ôi? Không biết chơi hay sao? Em có. À em có. Rồi tự tin rồi. Bắt đầu. 1, 2, 3 nào. 1, 2. Bạn tử tí. 1, 2, 3. Rồi ok. Bạn nam sẽ người ra từ trước. Một từ là một đúng không anh? Đúng rồi. Một từ là được ghép bởi 2 tiếng. Ví dụ đi, quả báo. Em gái. Yêu em. Yêu em à? Làm gì đấy? Em nào? Em nào? Em này. Ôi trời ơi. Em này đúng không? Yêu em này đúng không hả? Còn phải cá. Phạt luôn còn gì nữa. Em nào thì phải nào gì đấy. Ông em này nó chẳng liên quan gì cả. Thế thì phạt thôi đúng không? Vâng. Bây giờ bạn nữ muốn phạt gì bạn nào? Anh gợi ý cho em mấy hình phạt được không? Em muốn phạt thể lực hay phạt như thế nào? Phạt bình thường thôi. Phạt bình thường thôi gì? Rồi bây giờ em phải nhắm mắt vào thôi. Việc của em chỉ nhắm mắt vào thôi. Em chỉ cần nhắm mắt thôi nha. Bạn nam làm gì đấy là việc của bạn nam nha. Được không? À, vừa lúc bạn nam vừa làm cái dáng gì cho bạn nữ hôn? Bạn vừa ngồi xuống đúng không? Ok bây giờ mình quỳ xuống hôn tay. Hôn từ tay cho lên đến tai của bạn nữ. Bây giờ phải làm sao đây? Ok. Hôn từ tay đến tai. Hôn tay lên tai. Hôn liên tục. Hôn cổ. Có hôn cổ. Khó hiểu quá. Phải khoái khoái hiểu. Thổi vào tai bạn nữ. Thế đấy là hình phạt của bạn nữ về của bạn nam. Bây giờ hình phạt của bạn nam mà. Thế bạn nữ sẽ phải thổi vào tai bạn nam. Thổi liên tục vào tai bạn nam. Ok. Khó đấy anh. Em ơi, đây là hình phạt của bạn nam. Bạn có chịu được không chứ không phải của em. Hiểu không? Đúng. Ok. Bắt đầu. Bắt đầu tay đúng không? Không, vẫn không phải hôn nữa rồi. Ông khoái hôn đấy. Anh phải nói rõ đi. Bây giờ là bạn nam, bạn nữ sẽ thổi vào tai của bạn. Ok, trong vòng 30 giây. Bắt đầu. Biểu cảm mặt lên.